Chào những người anh em thiện lành, lại là Mr. Sui đây. Anh em thân mến, trong cuộc sống mà thông tin được cập nhật với tốc độ bàn thờ như hiện nay thì thật khó để tránh khỏi tình trạng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Mà hơn nữa, hiệu ứng cánh bướm đã được chứng minh rằng một chú bướm vỗ cánh ở bán cầu này lại có thể gây ra cơn lốc xoáy cho bán cầu bên kia. Như vậy, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thời gian gần đây đã dẫn theo vô vàn những suy đoán liên quan. Không ngoại trừ việc báo Mỹ cho rằng Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam khi Nga kết thúc Ukraine. Vậy chi tiết dự đoán như thế nào? Hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay nhé! Từ góc nhìn kinh tế, rõ ràng Nga đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, hưởng lợi từ đó, nhưng Nga cũng sẵn sàng rời bỏ toàn cầu hóa. Thay vào đó, Nga và Trung Quốc đã thiết lập một sân chơi mới cạnh tranh với sân chơi toàn cầu hóa được lãnh đạo bởi phương Tây. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga không chỉ đẩy lùi quá trình toàn cầu hóa, gia tăng sức mạnh cho Trung Quốc mà còn làm suy yếu Mỹ và châu Âu. Nói chung là có sự hình thành cơn lốc xoáy, tuy không ở bán cầu bên kia nhưng cũng mang sức công phá tương tự theo hiệu ứng cánh bướm. Cuộc xâm lược Ukraine đã mang lại các lệnh trừng phạt và cô lập về kinh tế lên Nga, ngăn chặn kỷ nguyên toàn cầu hóa mà người Nga được hưởng lợi sau khi Liên Xô tan rã. Các quốc gia đã từ ít hội nhập với nền kinh tế toàn cầu trở nên hội nhập ngày một chặt chẽ. Tuy nhiên, đây có thể là lần đầu tiên cư dân của một quốc gia trải qua sự kết thúc đột ngột đối với toàn cầu hóa sau khi tận hưởng nó trong nhiều năm. Trong thời kỳ Xô Viết, nền kinh tế của đất nước nằm ở ngoài phạm vi của nền kinh tế tư bản toàn cầu. Mặc dù là một trong hai siêu cường, kế hoạch tập trung kiểu Liên Xô khiến họ trở nên chuyên quyền, tự cung tự cấp về kinh tế. Họ hầu như không tham gia vào các dòng tài chính và thương mại trên toàn cầu. Hầu hết, các mặt hàng xuất khẩu của Liên Xô ra thế giới bên ngoài là tài nguyên thiên nhiên và họ sử dụng số tiền thu được để mua thực phẩm và thiết bị công nghiệp. Một nền kinh tế duy ý chí dựa trên kế hoạch hóa cao độ đã nhanh chóng sụp đổ. Sự sụp đổ của Liên Xô đánh dấu sự trở lại của Nga đối với nền kinh tế toàn cầu. Những nhà cải cách kinh tế của Nga thời kỳ đầu hiểu rằng chỉ khi tham gia vào cạnh tranh và mở cửa thương mại quốc tế, Nga mới có thể chuyển đổi sang nền kinh tế tư bản hiện đại. Đối với những người Nga thuộc tầng lớp trung lưu và trung bình, điều này có nghĩa là cơ hội mua các nhãn hiệu quần áo nước ngoài, đồ điện tử tiêu dùng, thực phẩm. Các công ty Nga đã hội nhập nhiều hơn với thương mại quốc tế và thị trường vốn, và hàng chục triệu người Nga có thể đi du lịch nước ngoài. Nền kinh tế của Nga đã bị đình trệ sau khi đạt mức tăng trưởng bình quân 6,5% trong giai đoạn 1999-2008. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga chậm lại đáng kể sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Từ năm 2014 đến năm 2020, sau khi thành công sáp nhập Crimea vào Nga, tăng trưởng của nền kinh tế bắt đầu trì trệ. Mức tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn này đạt dưới 0,5%. Mức sống của người dân giảm 10%. Mọi sự khởi sắc vào quý 3 năm 2021 khi tăng trưởng GDP của Nga đạt 4,5% so với cùng kỳ. Nếu cho Nga và Ukraine cùng chơi trò cò quay thì có lẽ đất nước khởi nguồn ra trò chơi ú tìm này chắc chắn sẽ nhận phần thua. Bởi cuộc chiến với Ukraine có thể coi là viên đạn duy nhất trong ổ quay súng lục sẽ găm thẳng vào đầu của Nga dưới phương diện kinh tế. Nó chắc chắn sẽ khiến GDP của Nga phải đổi chiều theo hướng tiêu cực nhất. Giờ đây, do các lệnh trừng phạt áp đặt đối với cuộc chiến của Putin, nền kinh tế đang trì trệ của Nga còn phải đối mặt với lạm phát cao, sự sụp đổ của đồng rúp, hàng trăm doanh nghiệp phương Tây rời bỏ Nga. Các ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán SWIFT quốc tế, mức sống sẽ giảm hơn nữa. Putin đã hoàn toàn làm suy yếu bất cứ điều gì còn lại trong hình ảnh của ông, là người đàn ông mang lại sự thịnh vượng và ổn định tương đối cho nước Nga. Giống như Trung Quốc, nền kinh tế của Nga chưa phải là nền kinh tế tự do hoàn toàn. Nền chính trị của Nga chưa có nền dân chủ đúng nghĩa. Các cuộc bầu cử nhiều nghi hoặc, các quy định giam cầm, trừng phạt đối với chính trị nhiều tranh cãi. Truyền thông được chính phủ thuần hóa. Cũng giống như Trung Quốc, dù không phải là công xưởng sản xuất thế giới, Nga đã tham dự khá sâu vào toàn cầu hóa, hưởng lợi cả lợi ích và tiêu cực của tiến trình này. Toàn cầu hóa bản chất là sự phi công nghiệp hóa ở Mỹ và phương Tây, chuyển rời sản xuất công nghiệp sang các nước thứ ba. Điều này khiến nền công nghiệp, dòng chảy thương mại tài chính toàn cầu ngày một phụ thuộc vào các chế độ chuyên chế, ví dụ như Trung Quốc và Nga. Đại dịch Covid-19 đã phơi bày tất cả mặt trái của toàn cầu hóa. Khi một mắt xích sản xuất bị tê liệt, hàng hóa toàn cầu bị tê liệt, sự phụ thuộc của nền sản xuất tại các quốc gia chuyên chế trở thành ván bài mặc cả trên bàn cờ địa chính trị toàn cầu. Lần này toàn cầu hóa đã trở thành công cụ để trừng phạt Nga, loại bỏ Nga khỏi hệ thống này. Nhưng câu hỏi là liệu Putin có sẵn sàng cho điều này và liệu chiến tranh Nga-Ukraine có phải là điểm khởi đầu để đảo ngược tiến trình toàn cầu hóa hay không? Nga đang theo đuổi việc nhanh chóng tách khỏi vị trí quan trọng nhưng hạng hai của mình trong trật tự thế giới hiện đại. Tổng thống Putin chắc chắn biết rằng
phương Tây đang khiếp sợ trước viễn cảnh chiến tranh. Họ sẽ sử dụng mọi biện pháp trừng phạt kinh tế để tránh xung đột. Tất cả các biện pháp đó sẽ đảm bảo loại Nga khỏi toàn cầu hóa ở mức càng nhiều càng tốt. Do đó, khi cuộc chiến ngày càng trở nên khốc liệt hơn, các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga ngày càng mở rộng. Như chúng ta đã thấy, Tổng thống Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các khoản đầu tư của phương Tây ở Nga rút lui ngay lập tức. Chỉ trong vài tuần, Putin đã phá hủy thành tựu toàn cầu hóa của Nga trong suốt 3 thập kỷ. Các công ty phương Tây rời bỏ Nga vì vừa có áp lực từ chính phủ, vừa có sự chấp thuận nhanh chóng của chính quyền Putin. Một cuộc tháo chạy khỏi Nga khiến họ buộc phải bỏ lại những tài sản được bán rẻ mạt hoặc thậm chí là bỏ rơi. Mọi tài sản này sẽ thuộc vào Nga. Có thể Nga sẽ công bố quốc hữu hóa những gì phương Tây để lại. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, khi các doanh nghiệp phương Tây quyết tâm hơn trong việc đưa sản xuất quay trở về quê nhà do Covid-19, thì với cuộc chiến Nga-Ukraine, việc tháo chạy và mất mát tài sản sẽ khiến tiến trình toàn cầu hóa chậm lại hoặc thậm chí bị đảo ngược. Bởi vì vấn đề không chỉ nằm ở một mình Nga, thế giới bắt đầu tạo ra xung đột không thể dung hòa giữa Đông Tây, giữa phe thân Trung và phe thân Mỹ, giữa tiến bộ và bảo thủ. Khi không thể dung hòa, tiến trình toàn cầu hóa sẽ trở thành rào cản, trở thành công cụ mặc cả. Bởi thế, như một tất yếu, tiến trình toàn cầu hóa hoặc là bị thu hẹp hoặc thậm chí có thể bị đảo ngược bởi một trật tự thế giới mới, những nguyên tắc quốc tế mới, các cực đối trọng mới đã hình thành. Nga không giấu giếm mối quan hệ liên kết với Trung Quốc trong giai đoạn tiền chiến tranh. Tại Thế vận hội mùa đông, Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký một tuyên bố chung thể hiện mong muốn xây dựng một trật tự thế giới đa cực mới. Họ đồng ý hợp tác không có giới hạn để đạt được mục tiêu này là mở ra quan hệ quốc tế kiểu mới. Tổng thống Nga từ lâu đã lý tưởng hóa một liên minh Á-Âu sẽ tạo thành một khối thương mại và văn hóa duy nhất độc lập với phương Tây. Cuộc chiến ở Ukraine càng buộc Nga phải keo sơn hơn với Trung Quốc, sớm thực tế hóa liên minh Á-Âu, tình anh em cây khế này. Có thể lý giải do Trung Quốc là cường quốc duy nhất đủ lớn để chống lại áp lực trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Việc đốt cháy các cầu nối kinh tế với phương Tây khiến Trung Quốc trở thành quốc gia duy nhất có thể hấp thụ một lượng lớn nguyên liệu thô và ngũ cốc mà Nga sản xuất. Dù đầu tóc không có điểm nhấn gì đặc biệt, song khi hai quốc gia này kết hợp với nhau, có thể làm một cú địa chấn xáo trộn trật tự kinh tế và chính trị thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, đồng thời tạo ra những căng thẳng và thiếu hụt mới. Một số người suy đoán rằng cuộc hôn nhân vội vã ép buộc giữa Trung Quốc và Nga sẽ dẫn đến một hệ thống tài chính song song, đồng nhân dân tệ trở thành ngoại tệ dự trữ chính. Rõ ràng, một trật tự quốc tế mới mà Nga và Trung Quốc mong muốn đang hình thành. Trật tự này sẽ khiến phương Tây đang suy yếu phải chống lại phương Đông đang trở nên hùng cường hơn. Hai khối chính trị khác biệt đang thịnh hành sẽ khiến thế giới buộc phải lựa chọn một trong hai con đường đi. Nền dân chủ tự do đang sụp đổ hoặc chủ nghĩa xã hội, dân tộc chuyên quyền. Nhưng có vẻ hai con đường này đều dẫn đến Busan bởi nó khá tăm tối như đường đi của chuyến tàu sinh tử trên màn ảnh Hàn Quốc năm 2016. Cuối cùng, cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, cú bắt tay với Trung Quốc của Nga đã diễn ra vào thời điểm phương Tây cực kỳ dễ bị tổn thương. Chuỗi cung ứng tắc nghẽn, lạm phát cao, nền dân chủ suy đồi, chính phủ phình to vì nợ nần. Bóng ma lạm phát, cuộc chiến cấp tiến và truyền thống đang tiến tới xung đột xã hội sâu sắc hơn. Chiến tranh sẽ tàn phá phương Tây bằng cách tranh giành thêm các hệ thống sản xuất vốn đã căng thẳng. Hàng triệu người tị nạn tràn vào châu Âu tạo thêm gánh nặng cho các nước chủ nhà, chiếm dụng các nguồn lực đáng lẽ cần phải dành cho việc tăng cường khả năng phòng thủ ở phương Tây. Trong kịch bản này, phương Đông nắm giữ lợi thế, phương Đông và phương Tây hội nhập đến mức phương Tây sẽ không dễ dàng cai nghiện các sản phẩm phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc, một cách nhanh chóng. Các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, giống như những sợi dây thòng lọng, không để rèn chữ viết cho các quốc gia này như cách Cao Bá Quát từng làm, mà sợi dây ấy có tác dụng bóp nghẹt cổ các nước phương Tây phụ thuộc quá nhiều vào nhiên liệu của Nga, hàng hóa của Trung Quốc chiếm ưu thế trên thị trường, nên có rất ít lựa chọn thay thế. Cuộc chiến Ukraine và các lệnh trừng phạt kinh tế cũng đặt phương Tây vào thế bấp bênh. Các chế độ chuyên quyền của phương Đông ít bị ảnh hưởng tiêu cực từ những đòn trừng phạt của phương Tây, từ các đòn trừng phạt của phương Tây hơn so với các xã hội phân tán của phương Tây. Phương Đông được nhiều và phương Tây mất nhiều do sự chia cắt này. Cuộc đối đầu quân sự và các diễn biến tại Ukraine mang tính cục bộ nhưng đã nhanh chóng được đẩy lên phạm vi toàn cầu. Bởi xét trên bình diện quốc tế, các cuộc chiến tranh đều gây ảnh hưởng đến ổn định, hòa bình, chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế. Ta chỉ muốn làm chúa tể hắc ám Voldemort, kẻ không bao giờ nhúng múi vào việc của người khác. Thế nhưng, với sức ảnh hưởng toàn cầu của sự kiện này, Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung không được phép thờ ơ, bình chân như vậy. Hòa bình thế giới đang bị đe dọa, tức là hòa bình Việt Nam bị đe dọa. Vì vậy, nhìn nhận việc này trước hết
phải dựa trên nguyên tắc luật pháp, đạo lý và hòa bình thế giới, nhưng mục đích rõ nhất là phải dựa trên lợi ích của chính Việt Nam ta. Với Việt Nam, cả Nga và Ukraine đều là những người bạn truyền thống, nên mỗi người chúng ta đều rất không vui mừng. Trước tình hình xung đột, chiến sự hiện nay, các nước can dự vào xung đột này cũng đều là bạn bè đối tác của Việt Nam. Vậy chúng ta phải đứng về bên nào? Lựa chọn cách xử như thế nào? Một câu hỏi được đặt ra trong những ngày qua là ai đúng, ai sai trong cuộc xung đột này và liệu nó sẽ đi về đâu? Các bên xung đột trực tiếp và các bên can dự đều viện dẫn lý lẽ của mình. Nguyên nhân để xung đột leo thang hiện nay không có bên nào đúng hoặc sai tuyệt đối. Nhưng rõ ràng, chiến dịch quân sự này tạo ra tiền lệ xấu trong việc sử dụng sức mạnh quân sự trong quan hệ quốc tế, hòa bình thế giới bị đe dọa. Nhưng kết cục của cuộc chiến sẽ đi về đâu? Ai sẽ thắng? Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng cả Nga và Ukraine đều không có bên nào thắng. Hai bên đang ngồi vào bàn đàm phán, nhưng súng vẫn nổ. Mỹ và một số đồng minh viện trợ vũ khí cho Ukraine trong lúc Tổng thống Putin ra lệnh đặt lực lượng răn đe vũ khí hạt nhân của Nga vào tình trạng cảnh giác cao. Tình hình này đặt ra nhiều nguy cơ trong tương lai và dẫn tới nhiều lo ngại. Và rõ ràng là phải lo ngại khi hàng ngày hàng giờ số người chết và bị thương cứ tăng lên, đặc biệt khi Tổng thống Putin lệnh cho quân đội Nga đưa lực lượng phản ứng chiến lược lên mức cảnh giác cao. Ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là lời đe dọa, nhưng đã làm cộng đồng quốc tế đặc biệt quan ngại. Với sự việc sử dụng vũ khí hạt nhân lẽ ra không được có trong suy nghĩ của các lãnh đạo quốc gia sở hữu thu vũ khí hủy diệt này, chứ không phải là thể hiện ra bằng lời nói và được lặp đi lặp lại không chỉ một lần. Ở phía ngược lại, Mỹ và một số quốc gia viện trợ vũ khí cho Ukraine trong tình hình hiện nay là sai lầm và có thể đằng sau đó là một âm mưu sâu xa, bởi nó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ông Nguyễn Chí Vịnh cũng đặt ra nghi vấn hàng tỷ đô la viện trợ vũ khí của Mỹ và phương Tây cho Ukraine hiện nay đã và sẽ nằm trong tay ai. Quân đội chính quy của Ukraine thì đã rõ, nhưng nên nhớ, lực lượng xung kích và thiện chiến nhất tại Ukraine hiện nay thường được gọi là các binh đoàn dân binh tự vệ, có nòng cốt là các nhóm cực hữu phân biệt sắc tộc rất manh động, được bổ sung thêm từ một số tù hình sự được thả để đổi mạng người lấy tự do. Phía bên kia là các đơn vị bán vũ trang và lính đánh thuê ở miền Đông do Nga hậu thuẫn. Thử hỏi, khi cuộc chiến đã đi qua, những vũ khí hiện đại đó nằm trong tay các nhóm vô chính phủ sẽ được sử dụng như thế nào? Chúng ta không ai dám chắc câu trả lời, nhưng một điều không thể nào chối cãi là chiến sự Nga-Ukraine sẽ không thể kéo dài mãi mãi. Kiểu gì cũng phải đi đến kết cục, hoặc có hậu hoặc không có hậu, hoặc thắng hoặc thua, hay hòa thì cũng là kết cục. Một điều chắc hơn đinh đóng cột khác là cho dù cuộc chiến này có kết cục như thế nào đi nữa, thì sau đó thế giới cũng bị biến đổi sâu sắc bởi cấu trúc an ninh toàn cầu sẽ thay đổi. Theo quan điểm của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thì cuộc chiến này, Nga và Ukraine sẽ không có bên nào thắng. Chúng ta hãy nhớ lại năm 1979, Liên Xô đưa quân sang Afghanistan và thời điểm đó, mọi chuyện tưởng chừng như đã an bài nếu so sánh sức mạnh của hai bên. Nhưng sau 10 năm xa lầy, Liên Xô phải quay trở về trong yếu thế và đó là một nhân tố góp phần làm Liên Xô sụp đổ. Nước Nga cần nhớ lại bài học này để có thể ngồi vào bàn đàm phán. Chiến sự tại Ukraine hiện nay khó có khả năng lan rộng bởi không ai muốn nó lan rộng, kể cả Nga. Tuy vậy, nếu các bên thiếu kiềm chế, không chỉ Nga, Ukraine mà cả các quốc gia can dự nữa, thì nguy cơ từ chiến tranh mở rộng, cộng hưởng với chiến tranh kinh tế, chính trị và tạo ra phân cực thế giới mới, thì vấn đề có thể bị đẩy đi xa hơn, rộng hơn, xấu hơn rất nhiều. Điều chúng ta lo ngại là cuộc chiến tranh này có thể dẫn đến hệ lụy xấu đối với tương lai thế giới khi cấu trúc an ninh hiện tại bị phá vỡ. Một trật tự thế giới đa cực có thể bị biến đổi thành hai phe. Nếu như vậy, nguy cơ đối đầu dai dẳng và nguy hiểm. Cho nên, tất cả những gì chúng ta mong muốn và cần phải hành động là ngăn chặn kết cục xấu ấy, ngăn chặn nguy cơ phân cực thế giới một lần nữa. Dù cuộc chiến kết thúc thế nào đi chăng nữa, thì Nga và Ukraine đều có tổn hại về phía mình. Nga phải bỏ chi phí rất lớn để thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, lại phải chịu các đòn trừng phạt kinh tế của EU, Mỹ và đồng minh. Về đối ngoại, nước Nga sẽ có một kẻ thù ở sát vách, thay vì một người anh em ở sát sườn hay một nước láng giềng truyền thống. Hơn thế nữa, uy tín và đoàn kết quốc gia sẽ bị tổn hại vô cùng nặng nề và lâu dài. Còn Ukraine thì sẽ tan nát sau cuộc chiến và trước mắt là một tương lai của Gen Z, bởi họ như những kẻ có vấn đề về cuộc sống, luôn cần thứ gì đó chống lưng. Ukraine sẽ lệ thuộc, mất đi ổn định, xung đột, thậm chí là nội chiến lâu dài. Nhiều chuyên gia có chung nhận định rằng, hưởng lợi từ sự kiện này cả trước mắt và lâu dài là những nước lớn không trực tiếp tham gia xung đột, đang đứng ngoài tọa sơn quan hổ đấu. Con đường đối thoại là tốt nhất và đương nhiên, những cách nào có thể đối thoại thực chất trên cơ sở tôn trọng lợi ích, nhân nhượng lẫn nhau trên cơ sở luật pháp quốc tế
mà trong cuộc chiến này, yếu tố đó hình như không được coi trọng cho lắm. Nên cần có nhiều tiếng nói ở các góc độ khác nhau với các bên tham gia, trong đó có đa phương, có song phương. Nói cho gọn, tất cả các bên, trước tiên là Nga và Ukraine, rồi đến các quốc gia can dự vào cuộc xung đột này, nhất là Mỹ và EU, đều phải quay xe, lùi lại, tức là đều phải nhân nhượng, nhưng phải để cho mọi quốc gia đều giữ được thể diện, tức là không có người thắng kẻ thua, mà là người cùng thắng. Người thắng thực sự là hòa bình. Nếu các bên không cùng nhau đảm bảo yêu cầu này, đàm phán sẽ thất bại. Cũng đừng chờ đợi vào công thức, người thắng trên chiến trường sẽ là người có tiếng nói cuối cùng trên bàn đàm phán, như đã từng diễn ra trong quá khứ. Vậy công thức nào? Không khó để nhìn ra. Ngừng bắn ngay lập tức, các đoàn quân về bên kia biên giới, ngừng ngay viện trợ quân sự cho tất cả các bên, các khu vực tranh chấp Crimea, Donbass, giữ nguyên tình trạng hai nước sẽ đàm phán trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế, Ukraine trung lập 3-0 đối với tất cả các bên. Điều gì quan trọng thì phải nhấn mạnh 3 lần, nhưng điều này hơi dài nên xuôi chỉ nói lại lần 2 thôi. Muốn hạ nhiệt ở Ukraine, cần nên chọn công thức không có nước thất bại. Bởi trong xung đột này, Nga là nước lớn, các bên can dự như Mỹ, EU cũng vậy, sẽ không bên nào chấp nhận thất bại. Còn nếu để Ukraine thất bại thì công lý thất bại, hòa bình thế giới thất bại, và đây là điều không ai chấp nhận. Như đã nói ở đầu video, cánh bướm của cuộc xung đột Nga-Uka đã tạo ra cơn địa chấn đến bán cầu bên kia, bởi rõ ràng là tình hình đã ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực và ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn đến Việt Nam. Đây mới là thách thức quan trọng mà Việt Nam phải tính toán và đối mặt để không bao giờ cho phép xảy ra những vấn đề tương tự trên đất nước chúng ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị ngoại giao mới đây đã nhận định rằng trong tình hình thế giới hiện nay, là một quốc gia có trách nhiệm, chúng ta cần phải căn cứ vào vị thế của đất nước để có tiếng nói phù hợp, đóng góp cho hòa bình, ổn định, an ninh thế giới. Đó cũng là lợi ích của Việt Nam. Đồng thời, cần rất chủ động để xúc tiến các bước đi ngoại giao nhằm phục vụ cho lợi ích quốc gia, dân tộc. Đó chính là bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa. Chúng ta không thể đứng ngoài sự việc này, bởi trước hết, Nga và Ukraine đều là bạn của Việt Nam. Những bên can dự vào đều là đối tác của chúng ta. Việt Nam chúng ta có 3 thế mạnh để có thể tham gia, đóng góp, giúp tạo lập hòa bình. Thứ nhất, chúng ta đã chiến thắng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc để kiến lập nền hòa bình bền vững cho đất nước. Thứ hai, chúng ta có kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nhưng vẫn giữ được hòa bình. Trong hơn 1/4 thế kỷ qua, sóng gió như vậy nhưng Việt Nam vẫn giữ được toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ được độc lập, tự chủ và những gì chúng ta đang có, đồng thời giữ được hòa bình. Thứ ba, chúng ta có quan hệ đa phương rộng rãi với hầu hết các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Đó là thế mạnh mà chúng ta phải tận dụng để đóng góp cho hy vọng hòa bình ở Ukraine trong sự bình đẳng, phù hợp với luật pháp quốc tế, và đó cũng chính là lợi ích của Việt Nam. Chúng ta càng không thể đứng ngoài sự việc này, bởi có quá nhiều dự đoán cho rằng Trung Quốc sẽ đem quân sang thôn tính Việt Nam nếu Nga giành phần thắng với Ukraine. Trung Quốc, một cường quốc tỷ dân, một đất nước bành trướng với không biết bao nhiêu là hệ thống tối tân về nhiều mặt, sẽ nắm chắc phần thắng khi chiến tranh với một đất nước mà mọi người đều coi tổ quốc là tất cả. Không ai dám nói trước tương lai trừ Vanga, song cũng có những cơ sở khi ta dự đoán trước tình hình. Về kinh tế, dân số, quy mô quân đội, vũ khí, tiềm lực quân sự, Trung Quốc đều qua mặt Việt Nam. Dưới âm mưu bành trướng, bá chủ toàn cầu thì Trung Quốc có thể thâu tóm những nước yếu thế hơn. Tuy nhiên, Trung Quốc không dám làm điều đó với Việt Nam, mà chỉ là cho kích gan, xem động thái của chúng ta. Và dẫu thấp bé nhẹ cân hơn đất nước tỷ dân, song Việt Nam vẫn sở hữu những yếu tố khiến Trung Quốc dù không mắc chứng bệnh Parkinson vẫn phải phần nào run rẩy khi nghe tới. Đầu tiên, Việt Nam có sức mạnh lịch sử. Việt Nam là đất nước nhỏ bé, tuy nhiên đã đánh tan bao kẻ thù hùng mạnh, 1.000 năm giặc Tàu đô hộ, nhưng nhân dân ta không hề bị khuất phục mà vẫn đánh bại, vẫn giữ vững được truyền thống văn hóa bản sắc dân tộc riêng của mình. Thời kỳ quân Mông Nguyên hùng cường đánh đầu thắng đó, họ chinh phục đến tận châu Âu nhưng cũng bại trận dưới Việt Nam. Điện Biên Phủ trở thành mồ chôn giặc Pháp, người Việt cho đế quốc Mỹ nếm lấy sự thất bại là như thế nào? Trong lịch sử thời hiện đại giữa Việt Nam và Trung Quốc thì 5 lần họ buôn bán trên lưng chúng ta, gây thiệt hại cho chúng ta nhưng hắn vẫn thua. Lần thứ nhất tại hội nghị Geneva năm 1954, Trung Quốc đã có sự mặc cả với Mỹ, Pháp. Chứ đúng ra ranh giới giữa hai miền không phải là vĩ tuyến 17 mà có thể là 13, nếu không thì 15. Nhưng để lấy lòng Mỹ và phương Tây, Trung Quốc đã nhân nhượng Mỹ và Pháp kéo lên vĩ tuyến 17. Sau này chính là Pháp nói điều ấy với ta. Lần thứ hai là khi Việt Nam gần thắng Mỹ năm 1972, Henry Kissinger đã ký tắt với ông Lê Đức Thọ. Hai bên báo cáo cấp cao để chuẩn bị ký Hiệp định Paris. Nhưng sau đó, Mao Trạch Đông mời Tổng thống Mỹ Nixon sang ký thông báo chung Thượng Hải.
Ngày 1 tháng 3 năm 1972, Kissinger về Tokyo họp báo, một câu nói nổi tiếng: "Bây giờ chúng tôi chỉ còn nhìn về mặt tư khoa để nghiền nát Hà Nội." Sau khi ký xong, những việc tay trời trước đây các tổng thống Mỹ khác không làm được thì Nixon đã làm được. Đó là phong tỏa cảng Hải Phòng, con đường biển duy nhất Việt Nam ra thế giới, cho máy bay đánh sát biên giới Trung Quốc, rồi sau đó là 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không. Thiệt hại về người và tài sản trong cuộc không chiến của Mỹ ở miền Bắc từ 1 tháng 3 năm 1972 đến khi ký Hiệp định Paris bằng cả 60 năm trước cộng lại. Ở miền Nam, ta cũng phải đổ xương máu nữa, nên thông cáo Thượng Hải thực chất được viết bằng máu của người Việt Nam. Lần thứ ba, họ đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974. Không có sự đồng ý của Mỹ thì Trung Quốc không bao giờ dám đánh. Lần thứ tư, chính Trung Quốc là kẻ chủ mưu, gây nên vụ thảm sát hơn 2 triệu người Campuchia. Trung Quốc cung cấp từ A đến Z, lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược, thuốc men cho Khmer Đỏ. Chiến tranh biên giới Tây Nam 1976-1978 là Trung Quốc mượn Khmer Đỏ đánh Việt Nam. Sau đấy, khi ta giải phóng Campuchia, Trung Quốc là kẻ lưu loa trên thế giới rằng Việt Nam có âm mưu lập liên bang Đông Dương. Kẻ gây ra họa diệt chủng lại vu cáo những người cứu người Campuchia khỏi họa diệt chủng. Lần thứ 5 là chiến tranh biên giới 1979. Cuộc chiến này được gọi là cho Việt Nam bài học vì không nghe và chịu khuất phục trước chúng. Tuy nhiên, chúng ta đã đánh bại, Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề và họ không dám nói lên sự thật mà quay về lừa dối dân mình bằng cách tuyên truyền Việt Nam gây chiến trước. Không dừng lại ở đó, Việt Nam nhỏ bé nhưng có bố làm to. Ta sở hữu một tiềm lực to lớn về sức mạnh thế giới. Gió tầng nào gặp mây tầng ấy, là một quốc gia vì hòa bình, rõ ràng sẽ thu hút được sự đồng cảm từ những con người yêu trụng hòa bình. Thế giới đã rõ bộ mặt thật của Trung Quốc, nên chỉ cần một tiếng súng chĩa vào Việt Nam thì cộng đồng quốc tế sẽ phản kháng lại chúng. Các cường quốc sẽ bảo vệ Việt Nam vì chính nghĩa cũng như quyền lợi của họ. Kèm với đó, ta có sức mạnh từ luật pháp quốc tế. Luật pháp quốc tế đang đứng về phía Việt Nam. Nếu Trung Quốc cứ làm quá thì sẽ dẫn đến tình cảnh tức nước vỡ bờ. Khi ấy, công lý quốc tế sẽ bảo vệ chúng ta. Chúng ta sở hữu sức mạnh của địa chính trị. Nước ta ở một vị trí vô cùng quan trọng. Nếu nước nào chiếm được Việt Nam, coi như chiếm được Đông Nam Á, mặt khác còn thâu tóm được Biển Đông. Thế nên, có lẽ các cường quốc khác cũng không dễ gì ngồi trơ mắt nhìn Trung Quốc vượt mặt mình. Hơn nữa, vì biết rõ những nguy cơ có thể xảy đến với bản thân, nên tự bản thân Việt Nam, với vốn tự có của mình, đã tạo nên một lực lượng chống lại quân thù. Đi liền với sự biết ta kia là sức mạnh chính nghĩa. Người Việt Nam có câu, lấy nhu thắng cương, lấy chính nghĩa thắng hung tà. Với niềm tin đó cộng với truyền thống quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, thì Việt Nam trở nên mãi đỉnh hơn bao giờ hết. Anh em thấy những phân tích nhận định trên như thế nào? Hãy để lại ý kiến cho Xuôi biết với nha. Và đừng quên theo dõi những nội dung sốt dẻo tiếp theo trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.